Xin chào các bạn. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin gửi đến các bạn 31 cây thuốc phòng chống điều trị viêm đường hô hấp cấp theo văn bản số 1306 BIT-IHCT ngày 17 tháng 3 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Một là cây bạc hà. Hai là cây bạch dĩ. Ba là cây bạch linh. Bốn là cây bạch thược. Năm là cây bạch đột. Các cây thuốc khác mời các bạn xem video tiếp theo. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh Trẻ Tự Nhiên. Xin cảm ơn.